Năm 2023 là năm bản lề thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng giai đoạn 2020-2025. Với thành phố Vũng Tàu, đây còn là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết 24 của Bộ Chính trị với mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố Vũng Tàu trở thành trung tâm du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế. Do đó, khi được chọn là một trong ba địa phương thực hiện năm chỉnh trang đô thị, thành phố Vũng Tàu đã huy động được nhiều nguồn lực để triển khai, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị, nâng cao chất lượng đời sống cho người dân trên địa bàn. Xác định chỉnh trang đô thị cũng là góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, tăng cường ưu thế cạnh tranh cho du lịch. Thành phố Vũng Tàu đã triển khai đồng bộ 6 nội dung quan trọng như đầu tư xây dựng, chỉnh trang và tạo cảnh quan, không gian đô thị hiện đại, văn minh tại các khu vực bãi biển, công viên công cộng, xử lý dứt điểm các điểm đen ô nhiễm môi trường, thiết lập và duy trì trật tự đô thị trên địa bàn thành phố, hoàn tất thủ tục triển khai các dự án hạ tầng giao thông trục chính, các dự án đầu tư đã được bố trí trong kế hoạch trung hạn 2021-2025, xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Thì thành phố Vũng Tàu thực hiện một cái giải pháp rất rõ là giao cho các phường lên kế hoạch cụ thể và lãnh đạo thành phố phân ra cho các thành viên ủy ban nhân thành phố cũng như đề nghị các đồng chí trong ban thường vụ chia lịch đi kiểm tra làm việc với từng địa phương để giám sát nội dung công việc này. Cho nên kết quả cho đến thời điểm hiện nay là khả quan. Sau gần một năm thực hiện chỉnh trang đô thị, đến nay thành phố Vũng Tàu đã triển khai thu phí tại 23 tuyến đường trên 15 phường. Việc thu phí lòng đường ô tô đậu đỗ đã góp phần giảm thiểu tình trạng đậu đỗ xe sai quy định, gây ùn tắc, mất mỹ quan đô thị. Anh thấy như thế này là rất tốt, vì đây là thu một cách hợp lý. Người ta rất yên tâm để cho đỗ này và đồng thời cũng rất là ngăn nắp đấy. Mọi người nhìn xem là dọc đây rất là một vệt này, không ai đỗ giữa đường như hàng 2, hàng 3 như này nữa. Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng đất đai khu vực núi, khu vực ven biển cũng được thành phố Vũng Tàu quyết liệt xử lý. Thành phố đã ban hành 44 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt hơn 1,3 tỷ đồng. 5 quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, 21 quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả. Môi trường sống mỹ quan đô thị được cải thiện nhiều hơn sau những nỗ lực của thành phố, qua đó giúp giảm thiểu đến 60% tình trạng đổ rác bừa bãi. Hiện các phường vẫn đang tiếp tục xử lý 25 vị trí thường xuyên xảy ra tình trạng đổ rác bừa bãi còn lại, quyết không để tái diễn tình trạng này. Cái quan trọng nhất ở đây là cái nhận thức của người dân. Nếu tất cả người dân mà cùng chung tay với thành phố thì sẽ không có nạn đổ rác. Thì để làm được việc này chúng tôi có mấy việc phải làm. Thứ nhất đấy là chúng tôi phải tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động đấy, để cho người dân hiểu được cái việc mà cái hành vi của mình đổ rác ra môi trường nó sẽ gây hại như thế nào. Chúng tôi cũng đã có cái chương trình là xã hội hóa để lắp đặt các camera ở tại các cái khu vực, các cái tuyến, các cái điểm đấy để cho phát hiện những cái trường hợp mà đổ rác trộm. Diện mạo đô thị cũng đổi thay mạnh mẽ qua các công trình đầu tư công. Năm 2023, 94 công trình cải tạo sửa chữa chỉnh trang với tổng kinh phí bố trí hơn 2.000 tỷ đồng đã được thành phố thúc đẩy triển khai. Trong đó có nhiều công trình quan trọng như dự án di dời tượng đài dầu khí, một trong những điểm nhấn góp phần chỉnh trang đô thị và giảm tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại nút giao đường 2 tháng 9 và đường Nguyễn An Ninh. Di dời thì mình cũng hơi mừng là từ cái chỗ là cái đường xá nó rộng rãi thì xe nó sẽ lưu thông, mình đường nó đông thì mình bán được hơn. Những kết quả đạt được trong năm chỉnh trang đô thị 2023 cùng hàng loạt dự án định hướng quy hoạch đã, đang và sắp triển khai sẽ giúp Vũng Tàu hướng tới mục tiêu trở thành thành phố du lịch chất lượng cao, đẳng cấp quốc tế theo nghị quyết 24 của Bộ Chính trị.